Hello và xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay lại tới channel của mình. Thì mình là Tín là tới Gaming Night. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm cái video về Mini World sinh tồn núi lửa nha mọi người. Ok, trước khi vào video mọi người đừng quên để lại cho mình một like, một chia sẻ và đừng quên đăng ký channel của mình để ủng hộ mình nha. Ok mọi người, thì trong tập trước đó mọi người mình đã có đi lên cái hành tinh Horat, đã kiếm được khá là nhiều kim cương. Để bây giờ mình sẽ vô cho mọi người xem nha. Thì trong thời gian nhớ tập á, mình cũng đã đi tìm thêm nhiều viên kim cương nữa rồi mọi người. Mình tìm được thêm 27 cái cục khối kim cương còn nguyên nè. Bởi mình dùng cái cuốc có cái đào mềm mại đó, họ đào ra được cái 27 viên này. Và mình đào được thêm được khá cái quặng đồng Horat mọi người. Và mình đã tìm được những cái công thức cần thiết như là cái mũi khoan đồng và cái súng bắn móc này mọi người, cũng khá là hợp lý rồi. Để mình có thể có đủ khả năng để triệu hồi em boss đó mọi người, em boss tượng cổ. Thì trong tập này mình sẽ dự định đi xuống hành tinh lửa để mình tìm thêm vàng, để mình chế tạo những cái bộ giáp mới mọi người. Mình sẽ chế tạo một bộ giáp kim cương đó, thì chúng ta sẽ mình sẽ cố gắng chế tạo một bộ giáp kim cương nha. Thì bộ giáp kim cương thì chúng ta cần khá là nhiều vàng, nhưng bây giờ chúng ta sẽ xuống hành tinh núi lửa nha mọi người, để tìm vàng các thứ. Và chúng mình sẽ đem theo một vài thức ăn đi, để mình xem thử có gì đem theo ăn không. Có bánh mì nè. Ôi ok, như vậy cũng là ổn rồi mọi người. Kiếm bao nhiêu đồ như vậy là đủ rồi. Bao nhiêu đồ như vậy là chúng ta có thể đi xuống đó khám phá rồi mọi người. Đó, và mình sẽ đây rồi, vô cái căn thiết phòng thí nghiệm của mình và đi tới hành tinh lửa rồi. Và mình đã qua được hành tinh lửa rồi mọi người. Và ở đây chúng ta có khối silic nè. Bây giờ mình đập hết mấy khối silic này ra luôn. Và ok, và ở đây cũng có khá là nhiều khối silic nữa nè. Đó, đập hết ra luôn. Thì khối silic chúng ta sẽ chế tạo một đây, cái cờ lê, đúng rồi, cái cờ lê để mình gọi là mình sử dụng trong cái công việc máy móc đó mọi người. Nhưng mà mình không biết là mình cần chế tạo các loại máy móc gì nữa, nên mình sẽ đào một tí thôi, bởi vì mình cũng chả biết mình cần dùng những chế tạo các loại máy móc gì đó mọi người. Nên mình sẽ đi chủ yếu là đi tìm vàng. Và ở trên này sao không có vàng ta? Ôi nhưng mà nhìn bầu trời của cái phiên bản mới này khá là đẹp luôn mọi người. Bầu trời rực lửa đỏ, khá là hấp dẫn. Và mình sẽ đập cái này ra. Mình sẽ nghiêng xuống coi thử ở xung quanh này có vàng hay không. Và hình như là xung quanh này chả thấy vàng đâu hết mọi người. Hình như mình phải đi xuống dưới sau mới tìm được vàng. Rồi mình sẽ đập những cái khối này ra nha mọi người. Ui. Rồi xong luôn, té cái chạch xuống dưới luôn. Không hiểu luôn. Nhưng mà ở dưới này có đá điện nữa kìa. Wow. Từ mình sẽ đi từ từ xuống nha mọi người. Và ở đây có một cái bình, đập ra được gì? Có cái bình này nè mọi người, cái bình có một cái viền một cam cam này có khả năng ra được kim cương đó mọi người. Bữa trong một lần livestream mình có test, mình có đập một lần và ra được kim cương, nó khá là may mắn. Và ok, để bây giờ mình bắt lên đây thử. Rồi, và trên này có vàng hay không? Ở đây có một em cua lửa này, mình không đem theo cá chứ, để mình thuần phục em này rồi, khá là xui. Thôi mình sẽ đánh em này đi. Đó, đánh được cái mảnh vỡ, cái mảnh của em cua lửa đó mọi người, để về mình chế tạo cái ba lô để kháng lửa đó, khá là xịn luôn. Và mình sẽ đánh em này, ok, đánh em xương này. Em này cứ xuất hiện, cứ bắn mình là mình khó chịu thật sự. Để mình sẽ đào cái khối này ra luôn. Cái khối này làm được có thể làm ra đèn đó mọi người. Đó, mấy cái khối này có thể phát sáng nè, dùng để trang trí cũng khá là đẹp. Giờ bây giờ mình đào hết ra luôn. Mình quên là mình có cái cúp mềm mại chứ, tự nhiên mình đập bằng cái cúp bình thường làm gì. Có cái cúp mềm mại đập ra cho nhanh luôn. Đó, đập ra cho nhanh luôn chứ dùng cái cúp bình thường làm gì. Và mình chưa tìm thấy vàng xung quanh này luôn nha. Toàn lấy mấy cái em cua này, có mấy em cua này. Rồi, để bây giờ mình đập thêm một vài cái block này nữa và đánh em cua này ra luôn. Ok, và không ra vỏ à. Ok, mình có cái đốt 5 đó mọi người. Hình như là đốt 5 đúng không? Đốt 5 hay đốt 4 vậy? Đốt 5. Mình đánh một phát là em này tự trừ mất máu luôn, khá là lợi. Ui, bên kia có em nổ kìa, có em bom nổ kìa. Nhìn khá là sợ luôn á. Trong bản cập nhật này thì em bom nổ được thay đổi đó mọi người. Em này nổ ra sẽ có thiên thạch rơi xuống hay sao á, mình cũng chả biết nữa. Nhưng mà trong phiên bản này thì em này khá là mạnh và khá là bá đạo. Đó. Ok, nhưng mà mình đánh một phát là one shot luôn mọi người. Cứ cái có hiệu ứng đốt lửa nó khá là mạnh. Rồi mà mình sẽ ngó xuống phía dưới có vàng hay không. Lít bên dưới kia mới có vàng kìa mọi người. Cái này thì chưa có. Để bây giờ mình chạy qua bên kia thử có không. Từ từ rồi mình sẽ xuống dưới nha. Nãy giờ mình đi nãy giờ mà không thấy, hình như là mình phải xuống dưới rồi mọi người.
Chill, ok. À, mình tốn hy sinh một sao để xuống dưới và chúng ta đã có vàng. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Và được 4 cục vàng à? Như đây là được 4 cục đúng không? Ok, và ở bên đây cũng có này từ từ. Và mình sẽ nhí nghĩ. Ở bên kia cũng có nữa. Ok, ok, để mình đào bên này đó mọi người. Ồ, oh, và ở đây có đá điện nữa nè. Đúng rồi, mình cần một vài đá điện. Khi nào mình chế tạo các loại các máy móc thì mình chế tạo luôn mọi người. Đó, có thể là nhiều đá điện luôn. Đây, ok, được 8 khối đá điện cũng khá là hợp lý rồi. Và mình sẽ coi thử còn có kim cương trên đầu, còn có vàng ở trên này không. Trên này thì có đá điện không? Bên đây có đá điện, toàn là đá điện không. Và mình sẽ qua bên này một tí xíu để mình tao cẩn thận, không mình lọt xuống dưới đây là xỉu luôn á mọi người. Và mình sẽ qua bên đây mình lấy xuống dưới này. Ui, à, ui, nhưng mà chỗ này thì mình đi xuống luôn. Cẩn thận, cẩn thận, cái này có phải là... Ok, ok. Và mình sẽ lấy vàng từ phía dưới đi cho nó an toàn, đỡ bị lọt xuống phía dưới mọi người. Mình sẽ dùng cái block này mình bắt lên. Rồi, và đập vàng. Ok, được thêm 3 khối vàng nữa. Và mình sẽ đánh em này. Ui, em golem này khá là trâu luôn, 250 máu. Nhưng mà cái kiếm của mình khá là bá đạo rồi á, nên em này chả là vấn đề gì với mình luôn mọi người. Nhưng mà mấy em này có hiệu ứng đốt, đánh xong bị đốt cháy á, khá là khó chịu luôn á. Rồi, ok. Và bây giờ mình sẽ đào thêm một ít silic nữa đi. À, đúng rồi, mình sẽ đào silic để mình chế tạo cái khối màu trắng hay sao á. Silic chế tạo được một cái block đẹp đúng không? À, block này mọi người, block màu trắng trắng nhìn khá là quý tộc luôn mọi người. Nhìn cái block đó có thể là xây dựng mấy cái mình sẽ xây được mấy cái công trình như nhà hiện đại đó. Làm bằng cái block đó là hơi bị đẹp luôn. Làm bằng block silic đó khá là đẹp đúng không mọi người. Và bây giờ mình sẽ đào một tí, thêm một tí nữa đi. Đó. Đấy, về có khi nào về tương lai mình sẽ sử dụng để xây nhà nè, xịn sò không bò luôn đó. Và ở đây chúng ta có thêm vàng nữa. Ok, mình sẽ đào thêm một ít vàng ở đây nữa. Ok, khá là nhiều vàng luôn. Thì ở thế giới bình thường hình như là sẽ tự đang đào mà cái anh này cứ đánh mình. Rồi, thì hình như ở thế giới bình thường chúng ta không còn vàng nữa. Ở thế giới bình thường nữa sao á, không còn có thể đi mai được vàng. Nên vàng chỉ có xuất hiện ở bên ở bên cái hành tinh đây thôi mọi người, hành tinh lửa. Ok, và chúng ta mình sẽ đào thêm một vài cục đá điện nữa đi. Có gì cần thì mình sử dụng. Anh này cứ nhâm nhe đánh mình không hiểu luôn. Ok, đấy là chết luôn rồi. Bên kia có vàng không? Ôi, bên kia cũng có kìa. Rồi rồi, để xem mình đào hết mấy cái khối silic này ra. Rồi, và ôi, có anh cua lửa này. Cua lửa tự nhiên mình đang đào mà sấp lòi cái mặt ra. Rồi, đào khá là nhiều vô. Hy vọng lại được nhiều nhiều để mình trong tương lai mình xây nhà bằng cái khối này cho đẹp đó mọi người. Và mình sẽ nghĩ xem bên kia cũng có vàng nữa kìa. Rồi, ok ok, cẩn thận, ở đây có khá là nhiều quái vật. Ok, khá nhiều quái luôn. Né 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 né. Ok, né 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 né. Né. Né, đánh xuống kia mọi người. Đó, đánh xuống kia để cho mình đỡ phải quấn. Ok, cái anh cung này, cái anh cung thủ này khó chịu thật sự. Ok, mình sẽ đánh cái anh golem này bay xuống dưới. Ok, chưa bay là mình đã chết rồi. Này thì cung thủ có anh bom nữa nè. Ui, mọi người thấy chưa? Đó, anh bom mỗi lần mà cái quả trứng bom nổ thì nó sẽ như thế đó mọi người. Nó sẽ bắn ra những cái cục gì đó. Nó là mấy cục thiên thạch đó, nó là mạnh luôn. Rồi, ở đây có vàng nữa nè. Thì chúng mình sẽ đào hết cái khối vàng này luôn. Rồi, ok, nhảy lên luôn. Rồi, ở bên đây có thêm vàng nè, mình sẽ qua bên đây mình đào một tí xíu. Hiện tại thì mình được 23 vàng rồi. Ui, cũng khá là nhiều đó mọi người. Và mình sẽ đào khá khá vàng. Rồi sau đó mình sẽ quay về và chế tạo một cái bộ giáp kim cương nha mọi người. Đó, xịn sò xịn sò. Và ở đây có thêm mấy quặng đá điện nữa. Đào hết luôn. Thì quặng đá điện nó sẽ thay đổi đó mọi người, nhìn khá là đẹp luôn á. Rồi, và mình sẽ đi đào thêm một vài quặng vàng nữa nha. 1 hour later. Ok mọi người, thì mình đã kiếm được khá vàng rồi, được một sạch thắt và thêm 9 khối nữa. À, cũng được khá nhiều đó mọi người. Và để bây giờ mình đào thêm mấy cái quặng bên này luôn. Đó, có mấy cái quặng vàng bên này luôn. Để bây giờ mình bắt block ở đó mình đào hết luôn nha mọi người. Đó, phải gọi là có bao nhiêu thì mình lấy hết mọi người. Đó, thấy được cái gì thì mình lấy hết nha. Đó, và ở đây thì chúng ta có thêm nè. Để bây giờ mình đào bên đây được mình được có một block thôi. Buồn thật sự, tưởng được nhiều chứ. Và mình sẽ lấy một vài cái
một vài cái khối này luôn đó, và mình được khá khá nhiều đồ đó mọi người, 52 cái khối tinh thể lưu huỳnh, cái năng không mình không biết cái đó gọi là gì nữa, và được khá là nhiều cái silicon, khối silicon mọi người, miếng cái silicon đó mọi người. Rồi và ok, chắc bây giờ mình sẽ quay về thôi nha. Rồi mình đã quay về tới nhà rồi, và bây giờ mình sẽ đi nung hết cái đám vàng này lên một phát luôn. Đó, khá là nhiều vàng luôn. Và chúng ta được ít 2 vàng, ô cũng khá là xịn sò con bò luôn. Và sẵn tiện thì mình sẽ nung cái đám đá điện này lên luôn nha mọi người. Đó, rồi và bây giờ mình sẽ lấy một vài cục đá điện ra đi. Ok, lấy một vài cục đá điện còn nguyên nữa, lỡ mình cần sử dụng gì đó mình sẽ sử dụng. Còn ok, và bây giờ mình sẽ cắt hết đám silic này vô luôn, mình chưa cần sử dụng tới đó mọi người. Và ok, cắt mấy cái block linh tinh này vô một phát luôn. Ok, và sau đó mình sẽ lấy kim cương ra, và mình sẽ chờ mấy cái sắt này xuất hiện nha mọi người. Đó, mấy cái sắt này nung xong thì mình sẽ chế tạo một bộ giáp kim cương luôn. À đúng, như thế là đủ chưa ta? Đúng rồi, mình cần thêm da. Hiện tại thì mình có nhiêu da ta? Có 15 da, không biết là đủ chưa. Và được chưa? Rồi đây rồi mọi người, một bộ giáp kim cương xịn sò. Ok, đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái mũ. Rồi tiếp theo là cái thứ tư là cái quần, và cái cuối cùng là cái đôi giày. Và như thế là ta đã đủ một set đồ kim cương rồi. Và ok, để mình sẽ lấy một cái ít tự. Sao tự nhiên qua cái giáp kim cương đi rồi. Mình sẽ lấy mấy cái miếng hình như là mình chưa chế tạo. Và bây giờ mình sẽ chế tạo một vài cái miếng treo đó mọi người, cái miếng cái khung ảnh á. Đây, và bây giờ mình lấy thêm mấy cái que nữa. Đây rồi, và mình sẽ chế tạo 4 cái đi. 1, 2, 3, 4. Ok, và mình sẽ đem lên trên, mình treo cái giáp kim cương của mình lên, lộng cái giáp titan của mình lên nha mọi người. Nó đã làm việc đủ rồi, và bây giờ mình sẽ treo cái giáp titan của mình lên. Mình sẽ đem bộ giáp sắt của mình, sẽ đem đeo lên bộ giáp kim cương chứ. Và mình sẽ quăng lên này bộ giáp titan lên này lên. Tiếp theo là cái quần. Ok, như vậy là một bên là bộ giáp sắt, một bên là bộ giáp titan, và ở chính giữa là cái búa và cái lưỡi liềm, khá là xịn sò lắm, nhìn trông đẹp thật sự mọi người. Và ok, thì với mình đã như thế là mình đã có được bộ giáp kim cương mọi người. Đó, mang trên mình cái kiếm kim cương nữa, nhìn ngầu thật sự. Và ok, chắc bây giờ mình sẽ xuống mình xem thử trong cái mình có khá là nhiều đá phòng thủ luôn mọi người, và mình sẽ xem thử ở mấy cái đá phòng thủ này có cái sức mạnh gì nha. Rồi bây giờ là cái công đoạn phụ ma cái bộ giáp của mình nha. Và từ bây giờ mình phải dọn cái ba lô của mình lại đây mọi người. Cái ba lô mình hiện tại đang khá là bừa bộn luôn. Mình sẽ bỏ hết mấy cái đám da này vô, mấy đám gỗ này vô luôn, cái que và titan với kim cương nữa. Ok, mình sẽ quăng hết vào trong. Để mình phụ quăng sâu nước đúng không? Ok, như vậy là ổn rồi. Và bây giờ mình sẽ lên mình phụ ma công các cái viên đá của mình, mấy cái đó, mấy cái viên đá này. Và bây giờ mình sẽ phụ ma hết nha mọi người. Đây rồi, mình sẽ phụ ma bằng cái này. Ok, và đầu tiên là mấy cái đá to to này trước đã. Đó, mình phụ ma mấy đá to to này trước. Rồi, khá được 7 viên đá to to này, khá là xịn sò luôn. Đây là những viên đá cấp 3 đó mọi người. Đó là những viên đá khá là mạnh nhất trong ba loại đá. Rồi, và mình sẽ phụ ma hết cái đám này luôn. Ôi, hiện tại thì mình đang khá là full rương luôn mọi người. Và bây giờ mình sẽ đập một cái rương ở trên một cái rương ở trong cái kho của mình. Mình đem lên đây, mình mang vào đi. Mình sẽ đặt ở đâu đây ta? Hiện tại thì chỗ này mình đang bị full chỗ. Đặt ở đây đi, ok. Tạm đặt ở đây và đó, khá là nhiều luôn. Đóng đá phụ ma luôn. Rồi, và bây giờ mình sẽ xuống phía dưới. Nãy hình như mình có bỏ thêm một vài viên ở trong cái rương của mình nữa. Đây, mình bỏ hai viên cấp 7, có lỗ cấp 3 vô cái rương của mình. Và bây giờ mình sẽ lên phụ ma tiếp nha. Rồi, ok mọi người, thì mình đã khảm phụ ma hết cái toàn bộ cái bộ giáp của mình rồi. Và nhìn nó khá là xịn sò luôn, nhưng mà có một vài bộ giáp mình chả biểu hiểu công dụng của nó là gì đó mọi người. Nhưng mà mình biết cái giáp của mình có một cái gọi là phản đòn này, một cái là độ bền, với một cái là kháng nổ, kháng cháy, tùm lum tùm la hết. Và để bây giờ... sao em bò mình sắp chết rồi. Ok, để bây giờ mình xa mình test cho mọi người xem nha. Đây, để bây giờ mình đánh em này, để em này đánh mình. Đó, ôi, sao em này chạy mất tiêu rồi. Từ, để bây giờ mình đánh em này cho này. Đó, đánh mình là em này sẽ bị. Từ, em kia tự nhiên. Ôi, em này phóng lao thì không được. Phải dùng tay cơ. Đó, ôi sao. Ủa sao tự nhiên mình nhớ là có phản đòn mười mấy lần hả? À đó đấy, thứ tư tự nhiên nó mất mất máu 20 mấy luôn đó mọi người. Đó, lại mất nữa kìa.
Hình như là cái tỷ lệ này cũng gọi là khá là may mắn đó mọi người. Từ để cho mình cho em này đánh một xíu đi. Ủa sao em này đánh hoài thế? Ở đó, đã chơi đã tự đánh và tự chết luôn kìa. Đó, đó gọi là phản đòn đó mọi người. Xịn sờ con bò thực sự luôn á. Và ở đó, đó chính là công dụng của cái giáp một có cái phản đòn đó mọi người. Và mình nhớ là có kháng cận chiến này, kháng cháy các thứ khá là nhiều tùm lum tùm la hết. Nói chung là cái bộ giáp mình cường hóa khá là nhiều luôn á, nhưng mà mình chưa hiểu hết công dụng của nó nữa, nhưng mà nó mình cứ nghĩ là nó khá là bá đạo luôn á. Và ok, bây giờ mình sẽ thu hoạch hết đám lúa này. Từ nãy giờ mình ngồi mình lên mạng mọi người, mình lên Google dịch đó, mình dịch tất cả cái chữ Trung Quốc coi ra mấy cái hiệu ứng đó là gì á, rất là mệt mỏi luôn. Nói chung nó tóm lại là chỉ có kháng nổ nè, kháng cháy nè, kháng cận chiến nè, với một cái là độ bền. Cái giáp của mình có độ bền là 316% mà tăng lên được 316 lần phần trăm đó mọi người, khá là xịn sò luôn. Và cái giáp của mình còn có hình như là nhiêu đó thôi phải không ta? Mình chỉ nhớ là nhiêu đó thôi. Còn nãy giờ mình ngồi mình dịch sắp mặt luôn đó mọi người. Rồi và bây giờ mình ngồi mình thu hoạch hết cái đám này luôn đã mọi người. Ui, ở bên kia lại có xuất hiện luôn nè. Bên này khá là nhiều cây lớn luôn. Rồi, đây nữa. Và thời gian trồng lại cũng khá là mệt đó nha. Đó, giờ bây giờ mình sẽ trồng lại hết nha. Hay là vài bữa nữa mình làm một cái máy tự động thu hoạch ta. Mình làm một cái ruộng gọi là tự động cho công việc gọi là trồng trọt của mình gọi là dễ dàng hơn rồi. Người tự động hết nên nó sẽ dễ dàng hơn, nhanh hơn, đỡ mất thời gian của mình hơn. Đó, chắc vài bữa mình sẽ làm một cỗ máy tự động thu hoạch đi. Chứ mình công việc mình đi gặt từng cái và trồng lại như thế này khá là mệt luôn á. Như vậy là ổn rồi đó mọi người. Sau nãy giờ mình thu hoạch thì mình được gần một stack cây lúa, cũng khá là nhiều đó. Và mình sẽ đem vào nhà mình sẽ cất hết nha mọi người. Rồi đây, đem về nhà cất hết luôn. Hay mình có trồng một vài cái một cái quả bí ngô và một quả dưa hấu trong này nữa thì nó sẽ mọc ra như thế này. Và bây giờ mình chỉ cần thu hoạch nó thôi. Thu hoạch thì mình sẽ dùng cây rìu đập nó ra như thế này. Đó, nó sẽ tự trồng lại cái hạt giống nhỏ nhỏ ở phía dưới thôi. Ok, vậy sẽ mình sẽ cất hết vào trong này luôn. Rồi, và tập hôm nay thì mình cũng cả kiếm được một bộ giáp kim cương rất là xịn sò con bò và một cái suy xuống cái bên hành tinh núi lửa mình khám phá ở dưới đó có gì á. Rồi ok, còn chắc bây giờ mình sẽ kết thúc tập này tại đây nha mọi người. Thì mọi người thấy video của mình hay á, mọi người đừng quên để lại cho mình một like, một chia sẻ và đừng quên đăng ký channel của mình để ủng hộ mình nha. Ok, bây giờ tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau nha. Bye.